Đâu thằng nhím đâu? Kiểu em vào vào phát em Sadio Mane Nhím luôn u rồi đâu anh. rồi? Nhím u đâu rồi? Đẹp đây anh ơi. Nhím chơi nối Bật từ không? Chơi anh ạ. Ok nhá. Nhưng mà mọi người không được dùng Google để dịch đâu nhá, các thứ nhá. Được rồi, đi phải trả lời nhanh nha. Tao trước nhá, tao trước luôn nhá. Không, Xong từ rồi. từ. Không phải làm sao? Theo cái đi màn hình chứ. Đi theo cái màn hình chứ. Anh buồn cười. Đi theo màn hình là mày này, xong đến thằng Bô, đến JK, xong đến Bông Mai, xong đến tao, xong đến Em. Đúng rồi, Tú, đúng xong đến rồi. Snake đúng Cam không? lên. Đúng rồi. Phát cam đâu phát? Lần lần lượt. Cam thì có cam. Thằng nhím bật có cam cam lên. Nhưng mà đằng sau bừa lắm anh ạ. Bừa quan trọng luôn đi, đi mẹ. Quan trọng đéo đi. Ôi bừa. Thế bình thường mày live stream, mày live stream bằng cái gì? Bình không bình thường cái cam nó kiểu nó nhỏ góc nhỏ hơn ấy, đéo bị cái phần bừa anh ạ. Nó thu lại hết ở góc góc kín anh ạ. Thế là cứ lù các bạn đúng không? Chơi đi, chơi đi. Em trước đúng không? Bây giờ thế nào, thua là loại đúng không? Ăn nhím mày. Thua là loại xong mấy thằng còn lại chơi tiếp là thua, thằng thua là tí nữa mất 50.000 cho thằng nhất. Mỗi người 50 được chưa? Mỗi người 50 nhá. 50 đúng không? Ok nhá. Luật rõ ràng luật. Thì đấy chơi anh. Chỉ được khoảng 10 giây thôi. 10 giây thôi, 10 giây thôi. Rồi. Ok nhá, bắt đầu nhá. Trà sữa. Trà sữa. Trà sữa. Sữa chữa. Ngu ai đợt thế, đi con mẹ mày loại luôn, đi con mẹ loại luôn. Đít luôn. Cay vãi ở lồn. Thôi, chơi lại một câu hỏi đi, một câu hỏi đi. Đi con mẹ, ngu ai đợt thế. Một câu hỏi thôi. Ờ, đúng rồi, lại, đi bạn đâu nhá, lần cuối nhá, đi. Ok nhá, lại nhá. Rồi, từ từ đếm xem nào. Rồi, quả cam. Quả cam. Ừ. Camera. Nói camera thì vãi cả lồn. Camera là nó là một từ đúng không anh? Không, camera tiếng Anh bị điên ở chứ tiếng Việt mà. Tiếng Việt mà điên mà. Cam kết. Ờ, rồi. Hợp lý. Kết quả. Được. Quả cam. Đây. Quả cà. Quả cà. Ờ. Cái lồn mẹ à. Khó thế. Ok nhá, anh đội. Câu câu này chết mẹ luôn rồi còn đéo nữa. Thì đúng rồi, chết rồi. Mẹ còn chưa được chơi, cày vãi luôn. Ờ được rồi, đấy, đi vào. Bây giờ đến Tú ra. Bên em không? Cái kia. Mới không được khác, từ mới chứ. Mới luôn. Có ông quả dẻo cũng chết luôn đúng không? Đi coi đây. Không chơi quả dẻo đâu có nghĩa đâu. Đấy. Gì? Châu Á. Á Châu. Đéo chưa lặp lại thế đi. Mẹ đéo ai chơi được. Lại đéo lại mẹ 50 rồi đi. Ai mà nhớ Á Châu. Nhanh lên sửa đi nhanh lên. Á gì? Á là cái gì ta? Chúng lồn đi từ Á. Mẹ. Á. Châu Á á gì? Á Châu đúng rồi còn gì nữa? Á Hậu. Hết rồi. Loại nốt ra ngay đi. Rồi, hai thằng. Đến em đúng không? Đến em đúng không? Á như tư mới. Ờ đúng rồi. Châu Mỹ. Châu Mỹ. Kìa đến gì đây nhỉ? Hay à Mỹ Tho đúng rồi. Mỹ Tho. Có thành phố Mỹ Tho bạn ơi. À đúng rồi. Có gì? Mẹ Tho, Tho ra đâu? Tho ra đâu? Tho luôn gì nhỉ? Tho gì? Tho sống. Nó sống là cái đéo ấy. Good. Nó sống là cái lồn vậy. Thua ra nhím ra từ đấy. Nhím ra từ. Nhím lại. Không có bốn em nữa. À còn năm. Cái lồn cái gì? Không chơi từ đầu không chơi chết luôn. Từ đầu không chơi chết luôn. Từ đầu phải xịn tí, dễ tí. Đẹp trai. Trai. Đẹp trai. Ơ nhưng mà chờ nặng chờ nhẹ không sao đúng không anh? Có sao chứ. Nó phải chờ nặng chứ. Phải chờ nặng à? Ừ. Sai gì? Sai mặt. Ủa. Sai mặt chờ nhẹ mà. Mặt lồn đấy mọi người, mặt lồn. Sai mặt là chờ nhẹ mà. Sai mặt là TH mà. Sai mặt là TR mà. TR đúng rồi. Sai mặt đúng không? Sai lọ. Ừ. Cái gì? Sai mặt. Sai mặt. Mặt tường. Cái gì? Mặt tường. Mặt tường á? Ừ. Tường đúng không? Tường đúng không? Dạ. Ui đi phải tường thì nhiều từ lắm. Chai mặt gạch. TH mà ta. Tường gạch. Chai mặt TR mà. TH. Hứa. Chai mặt là CH à?
Vâng. Chơi mà còn chơi hát mà. Thế loại luôn, địt con mẹ loại luôn. Đéo nói nhiều, địt mà. Ok, thế bây giờ có 3 người thôi đấy. À 4 người. Đéo nói trai làng. Còn những ai nhỉ? Mày đi đi Tú, bây giờ đến mày đấy. Còn 3 thằng mày ở góc trái thôi. Loại hết rồi. Loại hết rồi đấy. Đâu mất một thằng. Con chuột. Con chuột. Chết luôn anh. Chết luôn. Dễ vãi lộn ý thề. Dễ vãi lộn thề. Chuột kìa. À em đúng không? Ồ đi anh hả? Ăn chuột cống, chuột cống. Luôn. Ui, cũng dễ vãi lộn này. Nhím kìa. Đến bô. Nhím chứ. Bô bị loại chưa? Bô rồi. Bô loại rồi. Loại mẹ rồi. Còn 3 thằng mày thôi. Cống, cống danh. Rồi. Danh nhanh, 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 nhiều danh vãi lộn. Sảnh. Tổng sảnh. Mẹ, nghĩ phức tạp. Tánh mương. Có, tánh mương có. Có danh mương, có danh mương. Đấy, 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 có mà. Địt có mẹ mương. Mương 14 đấy ngay. Mương 14, địt mẹ. Danh mương được á? Được. Sao không được, địt mẹ danh mương đúng hơn đéo nữa. Ví dụ như em nhá, là mương là mương cá cũng được. Bởi vì cái mương, con mương đấy nó nuôi cá ở trong đấy cũng được, đúng không? Thả làm cá lồn con mương là nuôi cá. Được, mương cá cũng được mà. Làm gì có mương nuôi cá anh nhở? Ừ. Chỉ mương đầu mương cá. Mương nuôi cá. Đấy, cũng được mà đúng không? Không có mương cá. Ao nuôi cá, làm gì mương nuôi cá nhở? Mương, mương máng. Đấy, mương máng. Mương máng là gì? Mương máng là cái gì? Không có mương máng. Mương máng. Loại mẹ mày đi, loại mẹ mày, còn thằng túi thằng còn thằng túi thằng phân ghi thôi. Đi cơm là con. Còn nhím mày nhím nhím. Còn nhím mà. Thằng túi thằng phân. À. Bây giờ anh mày solo nhau mày từ đi. Từ gì bây giờ dễ dễ nhở? Vui vẻ đi. Vui vẻ à? Vẻ đẹp. Không gì đấy. Không 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 không. Thay thay. Đẹp gái. Ngu thế, địt con mẹ mà từ này chết nó luôn rồi còn đéo nữa. Tha cái lồn gì? Tha cái lồn gì? Thế nó đẹp. Thế đẹp. Sao địt mẹ ra còn từ mà hết rồi anh ạ. Đâu đâu có từ gì. Đúng rồi. Cái chú đẹp. Rồi, thằng nào ăn tiền nào post link đi. Em. Nhanh chơi vòng mới. Vòng tiếp theo là bắt đầu chơi các loại quả nhá, địt mẹ. Ờ, chơi quả thôi. Chơi quả nhá, đến việc chơi quả nhá. Chủ đề đó, mình, nơi chơi phải đổi chủ đề chứ. Chơi cái loại quả thì làm sao mà có? Tức là phải đổi. Có. Ờ, không phải là tức là cứ nói mỗi loại quả không được nói chung nhá, nói chung là thua luôn, hiểu không? Ui. Mỗi người một loại quả. Ờ, mỗi người nói một loại quả, chung là thua luôn. Ok. Đây ơi. Cả nhà. Không phải nối tư. Không phải nối tư. Ờ ok. Từ trên xuống dưới. Link đâu? Đâu ăn tiền nhá, đâu donate nhá. Đâu từ từ, donate đâu tiền ạ? Link đâu? Địt mẹ mất mẹ năm xích rồi, còn đéo được chơi cày vãi lồn này. Quả dẻo, địt con mẹ mà trời không chơi chán vãi lồn. Quả dẻo, địt con đéo quả dẻo đâu nhá. Ok chưa, bắt đầu chưa? Ờ, từ trên đây, rồi. Ok nhá. Chúng mày phải nhớ xem nhá, chúng còn nói chung là thua luôn nhá. Rồi, bô kìa, quả chanh. Quả chanh á. Thì mày chọn quả một quả nào đấy, mày chọn một quả thôi, mày cứ nói một quả thôi, không được nói chung nữa. Cũng được. Nói về hoa quả. Quả bơm mỹ. Cái gì? Quả gì cơ? Quả gì? Không biết nha. Quả gì á? Quả khế. Ờ rồi. Anh em giơ tay lên bàn không tra Google nhá. Quả chuối. Giơ tay lên bàn nhá. Quả chuối. Rồi. Quả ca. Quả ca. Quả bưởi. Quả quất. Tem à? Ờ. Quả cốc. Quả xoài. Xoài. Bộ. Bộ. Để bộ kìa. Quả cóc rồi hả? Quả quýt rồi. Rồi. Không biết nhá. Quả gì đấy? Quả quýt. Quả quýt. Ờ, quả quýt. Ừ. Quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Quả con mẹ em là quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Em là quả mít. Quả mít. Được. Rồi, được. Quả đu đủ. Gì đi. Quả dưa hấu. Phải có đồ phai rồi. Quả dưa chuột. Nhiều mà. Nhiều nhiều. Không nhớ phải không nhớ, mình nói chưa hay mọi người nói chưa? Quả lê. Chưa. Chưa. Quả chủng ổi. Rồi. Quả dưa lê. Đấy. Khó chưa? Tem là luôn. Ờ đến mày rồi đấy. Quả bí.
Quánh nhỏ. Quả nhỏ, ừ rồi, đi cây. Ờ, quả lựu. Được, được, lũ, được. Lũ, có lựu, có lựu anh em. Đến em à? Ừ. Quả dâu. Quả dưa gang. Quả táo. Quả táo như quả. Chưa nói, quả táo chưa nói. Chưa. Select. Anh Long kìa, select. Quả sabuche. Ừ. Có chơi là quả lôn gì đi mẹ. Quả đéo gì đấy? Quả hồng xiêm. Quả hồng xiêm anh ạ. Bác gọi là quả hồng xiêm anh ạ. À. Quả ẩm bất. Quả flash. Quả lôn như hả? Đít có mẹ quả ăn được cơ mà flash ăn cái lôn được. Quả quả mà. Tại ai kìa? Mày. Mày. Quả flash em tính đít mẹ. Ăn được là tính đúng không? Ăn được là tính đúng không? Ờ, phải ăn được mới tính. Tèm á. Ừ. Quả chuối. Chuối nói rồi. Chuối nói rồi. Chuối thằng gì cây nói rồi. Loại. Địt mẹ mày. Chuối nó có hai loại. Chú xìm với lại chú ta. Chuối chung rồi. Loại. Chuối chung rồi. Loại. Địt mẹ mày. Loại chứ. Làm xịt. Quả chung. Quả chung chung. Rồi. Quả nhãn. Quả kiwi. Kiwi. Quả cà chua. Quả na. Quả là cái gì? Quả na đúng rồi, quả mắc câu á, ở ngoài miền Bắc gọi là quả na. Quả trứng. Được cô mẹ vãi luôn. Ờ được được được. Quả măng cụt. Ồ. Anh quay ra Google đúng không? Gì cây? Quả quả. Quả mơ. Ờ đi. Quả mơ. Mơ thằng gì cây vừa nói rồi, nhìn mơ. Bơ bơ bơ. Bơ ở bơ bơ. Bơ ở để em nó để em không quả xấu. Quả roi. Ui. Roi. Nhưng mà mình nói chung có bị được có lại không anh? Không, nói chung là chết thôi như là mồi. Chưa có roi, chưa có roi. Chưa. Chưa ra quả chôm chôm. Chôm chôm chung rồi, địt mẹ mà chết luôn. Địt thế mới phải nhớ, thế mới gọi là trò chơi. Anh chuẩn mà. Ừ. Quả cherry. Thằng lồn nó vọng mic. Thằng lồn xem chim cây. Đi con mẹ mà thằng gì cây. Hát cái mic đi. Chim đi kìa. Đâu thằng gì cây đấy. Đi con mẹ mà gì cây. Rồi anh ơi. Sắp rồi em. Giờ lấy nó chưa? Rồi. Rồi nó nói rồi. Ô địt mẹ đến mình à? Xong rồi. Chị mẹ khó. Khó vậy. Quả sầu riêng. Có rồi. Chưa. Quả mẹ. Ôi địt con mẹ thế giới vãi lộn. Thế giới vãi lộn. Quả mẹ gì mà chua chua thế. Chịu. Quả này thì chịu. Địt mẹ xong rồi. 10 thế gì mà 9, chua chua 8, thế 8 7 6, 6 5, 5 4, 4 quả vi quất. Quả đào. Quả đào à. Được rồi. Quá rẻ. Có lý. Làm được. Sao lại có quả hạt rẻ? Sao có quả hạt rẻ? Từ từ anh giải thích cho chúng mày nhá. Từ từ anh giải thích cho chúng mày nhá. Quả hạt rẻ là quả bên trong có hạt rẻ. Nó toàn gai, mày phải đập ra trước thì bên trong mới có hạt rẻ, hiểu chưa? Nó chỉ có hạt rẻ thôi, không có hạt rẻ quả. Mày search quả hạt rẻ đi. Nó ra có quả hạt rẻ, mày phải đập ra thì trong mới có hạt rẻ. Không, chỉ có hạt rẻ thôi, là mình không có quả nè. Quả hả? Hạt rẻ chứ. Ai người ta gọi quả rẻ. Đúng rồi. Cái địt con mẹ mày đang giải thích cho mày. Sao không có hạt rẻ, nó là một cái quả to bên ngoài, trong nó có mấy cái cục hạt rẻ thì nó mới bên trong nó mới là hạt rẻ, bên ngoài nó cục gai. Địt mẹ mày search đi, quả hạt rẻ Google nó ra luôn. Rồi. Chấm trước trường hợp này, chấm trước trường hợp này. Select. Quả trứng cá. U. Quả trứng cá. Cây trứng cá. À có quả trứng cá. Quả trứng gà. Quả lê. Trứng gà rồi. Không, quả trứng gà khác với trứng gà. Quả trứng gà là quả lê kim ma. Quả lê kim ma. Trứng gà khác nghe các em. Thằng gì cây? Quả nhót anh ơi. Thế rồi vãi lộn đi. Đi coi mà đúng vãi lộn. Quả dưa chuột. Chết địt mẹ dưa chuột tao nói rồi. Nói từ đâu? Nói rồi. Quả dứa. Quả dứa ở nhỉ. Quả ốc chó. Quả mướp. Ui. Ui. Khoan rồi. Mẹ. Từ từ. Khó thế. Quả ớt.
đi tận hết đéo nào nói nhở. Quả ớt chuông. Ớt chuông còn mẹ mày ớt chuông rồi còn ớt chuông nữa. Ớt chuông là quả to khác mà. Đúng rồi. Ớt chuông là ớt chuông nào rồi. Không không, hai quả khác nhau, hai quả khác nhau. Bây giờ bảo ớt xanh, anh Độ bảo có ớt đỏ, sao bảo có ớt vàng, thế là đi bại bị bốn quả ớt, bốn loại quả. Không, ớt là chung rồi, nó còn khác đi. 10 9 8 7 6 5 Quả đi. Quả vải, quả vải được, đúng 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 đúng. Ủa thì bản chương nào nói quả vải à? Phải luôn. Chưa ai nói quả vải cả. Đến là ai đấy? Nhiếm. Em chết rồi mà. Không ai à? Chết rồi. À chết rồi. À anh Độ, anh Độ, anh Độ. Không ai chết rồi à? Còn có 4 người thôi, còn có em với anh với DK với Select thôi. À chết tất cam đi. Em chưa chết, em chưa chết. À chết tất cam rồi. Thằng Bông Mai đã chết đâu? Chưa chưa. Bông Mai chết rồi. Chưa. Chưa. Đấy còn 5 người đấy, còn 5 người đấy. Ờ. Ờ em cho em hỏi nhá, nếu mà trứng gà được thì trứng vịt được không anh? Được. Làm lộn. Tức là cái quả. Nó là quả trứng thân mẹ rồi. Thế tao kể một đống quả. Trứng khủng long à? Đúng vậy. Thế thì quả dừa. Cái địt mẹ đồ. Đồ. Ừ, dừa chưa ai nói. À, quả bầu. Quả bầu. Quả bầu. Em mới quả gì? Quả bí, nói chết nhở? Bí rồi, địt mẹ mà tắt cam đi, thằng này chết rồi. Bí rồi, bí. Bí rồi, bí rồi. Tắt cam đi, gai. Rồi, tiếp chưa? Quả cà chua. Nhà mình có kênh gì nhỉ? Quả cà chua. Tao nói à nói rồi, có chưa nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi. Nói rồi, nói rồi. Bịt mẹ tắt cam đi, không trình bày nhiều. Quả bí ngô, quả bí ngô. Ui. Ui, quả bí ngô, quả bí ngô này. Cây gì nhỉ? Cây gì? Cây mười. Quả cau. Ui cái đít con mẹ phải luôn nhỉ. Có thế đít con mẹ. Ui, nhà mình cây gì nữa nhỉ? Được, được, được. 10 9 8 7 6 5 1 3 2 1 hết. Loại 4 3 2 1 Quả địt còn mẹ mày. Khó thế nhỉ? Đến mày đấy. Đến mày đấy. 10 9 8 7 6 5 Quả nhái. Quả đấm. Quả bát. Quả bát cụt. Chết, nói rồi, quả đấy tao nói. Quả đấy tao nói rồi. Địt còn mãi à mày. Vớ vẩn vãi lồn thề. Con vật đi. Ờ bây giờ để nó con vật đây, nó con vật đây cho dễ. Địt mẹ để con vật nhá, con vật nhá. Rồi. Ê ơi, địt mẹ con vật thì nó phải gọi là nhiều vãi lồn đấy. Ừ thì nhiều vãi lồn nhưng mà về sau kiểu lồn thì cũng chết. Ok nhá. Còn nhím ngủ. Trái cũng nhiều mà. Nào bật lại cam lên đây, bật cam. Okay. Anh ơi con cặc coi con vật không anh? Không con gì phải đi lại được cơ, địt mẹ con cặc đi lại ăn cặc à? Con gì mà phải thân thuộc nhá, địt mẹ nhiều ông bảo vãi lồn, địt mẹ phải rắn đuôi Linh chuông Linh rồi là ơi. Kiểu địt mẹ. Linh kìa, Linh kìa. Donate rồi nhá. Donate rồi. Xong rồi nhá. Xanh chín nhá, xanh chín nhá. Ok. Con bóng câu này. Con bóng đi là Thành. Đồ ông dẫn nhá. Còn thấy không đi lại được mà. Bật mẹ mày lại cam đi Snake. Bật lại cam đi Gai ơi. Được chưa, được chưa? Được chưa, xong chưa? Ok nhá, bây giờ đi ngược lại từ Snake đi. Snake trước kìa. Snake xong đến Tú, xong đến anh Độ, xong đến hết lần. Rồi, đi ngược, ngược vòng lại. Con người. Rồi, con người à? Động vật đúng anh hay là chỉ là con mà đi lại được rồi? Động vật. Đóng vật con người là đóng vật hả? Rồi đúng mà. Đúng mà. Ai con người là đóng vật á? Con khỉ. Con mèo. Đến ai đấy, đến em à? Ờ. Con nhím. Con hổ. Tú vừa nói con gì đấy? Con hổ. Con lợn, em nói con lợn. Con hổ. Con chim xe xẻ. Chim xe xẻ. Là con chim nhá, đi mẹ là nói chung là con chim luôn nhá. Vâng. Là con chim luôn. Con chim ơi. Ờ, là con chim luôn. Chim đôi. Chưa ai nói con chó đúng không? Con chó. Chim. Tao nhớ là. Ờ.
Gà. Mèo. Mèo rồi. Mèo rồi. Mèo rồi, em mèo rồi, em mèo rồi. Sao bố mày là mèo rồi đi. Mày à, mày vãi lồn thật. Mày cú á, tất cả mèo cú á. Mày cú, mày cú rồi. Mày cú nhá. Mèo mèo xong lại mèo. Đúng rồi. Chúng mày vãi lồn được. Con vịt. Con sư tử. Con hiêu. Sao thích? Con cá đi lại được hả mọi người? Con... Nó là con vật là được, nó là động vật là được. Con hổ. Con hổ rồi. Con hổ nói rồi, đi mạ và tắt cam đây. Vãi chạy nhiều thì nhớ kém thôi. Nhớ được. Này thì nhiều con này. Chờ, con ngan. Là chưa? Kể hết loại gia cầm ra cũng được anh nhỉ? Qua đẹp mà hoang dã này, con hà mã. Con tê giác. Được. Con chuột. Con ngựa. Thấu. Tiếp với anh. Con khủng long. Wow. Con ngỗng. Con trâu. Con đà điểu. Gì cây kìa? Xong cái hôm đấy. 10 9 9 8 8 7 Con công. Ừ, cũng phải tạo áp lực cơ. Con báo đốm. Đấy, nói chung là báo. Con khủng long. Chết mày. Chết mẹ mày đi, con khủng long nói rồi. Chết luôn, chết luôn, tắt cam đi. Này thì khủng long. Nói rồi. Địt mẹ, để nó con kiến rồi. Tắt cam đi, địt mẹ. Tắt cam đi. Con kiến là con trùng. Con kiến. Nó cũng là động vật mà, địt mẹ. Được. Con trùng. Con dê anh ơi, con dê. Con trùng. Kiến gì hả? Con thỏ. Con giun. Con kiều. Con rắn. Ơ con rắn rồi. Chưa con rắn chưa. Ơ con rắn anh snack sao mà. Đâu chưa. Chưa. Ờ ông đánh tên em rồi gọi tên em là có chưa đúng rồi. Không. Chưa. Con báo. Mày chết. Con báo. Con đốm đấy. Tao vừa nói con báo xong mày chết. Tắt cam. Mày ơi cửa sáng. Con cua. Voi. Con tôm. Con giun. Run rồi. Run lúc nào đi mẹ, run lúc nào. Run rồi. Đi cây rồi. Cái gì còn mẹ à mày vô lý vãi lộn. Con lạc đà. Ui, sang sa mạc rồi. Sâu. Con ốc. Ngốc rồi mà. Chưa, con ốc nói. Con cừu. Nếu. Con bọ cạp. Ừ. Ui, sang sa mạc rồi, nhìn nó sang sa mạc rồi. Vì đồng bằng ơi, tại vì đồng bằng, vì đồng bằng nhiều lắm. Con đi nó sâu sau rút. Con nghe. 9 Megalodon. Con vẹt. Con vẹt. Con gì? Con vẹt là tính công từ chim cơ mà anh. Đấy nó nói rồi. Vẹt là chim rồi. Nó là động vật chim. Con nhiều chim cánh cụt hoặc là chim gì thôi. Tên chim thôi. À được, con vẹt được. Ừ, được con vẹt được. Con ong. Ờ, anh Quang đã nói chưa? Anh Quang nói chưa? Anh nói con ruồi rồi. Anh nói con ruồi rồi. Con muỗi. Muỗi chết. Đi mà mày muỗi vừa có người nói. Mày chết rồi. Muỗi làm gì có bây giờ nhỉ? Có, vừa có người nói muỗi rồi. Anh Độ hay sao ấy? Anh Độ hay sao ấy? Đâu, 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 ta không nói con muỗi. Chỉ có thì nhận đi. Chỉ có kiến thôi. Có mày muỗi đâu. Mở cam lại. Ừ, con bị nốc, cứu được rồi. Ui, địt mẹ chết rồi, từ. Ai nói muỗi đâu? À, con linh dương. Con cuốn chiếu. Cuốn chiếu. Hươu cao cổ có làm chung với con hươu không? Không anh ạ, à, hai con khác nhau mà. Con hươu cao cổ, con hươu nó khác nhau. Khác nhau mà. Con voi. Voi rồi. Dì cây nói rồi. À nói rồi, mẹ đen thế. Này dì cây. Mẹ chết rồi, con bò tót. Ơ, bò tót bây giờ là... Tính là bò mà. Hát đi. Thế thì con... đi mẹ sao rồi, con gì nhỉ? Con 10. 9. Con bóng đây là thần. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Địt cô mẹ hết rồi. Rồi hết rồi. Địt mẹ ngu đéo chứ con đỉa với bông ở chân trong gì đâu nói. Con ấy có mẹ kiểu đâu hết rồi. Con đến lúc chết là nghĩ nhiều con vãi lộn nhá. Đến lúc chết nghĩ nhiều con thực sự luôn đấy.
Có con voi ạ, à? Đít con. Đến lúc chết mình nghĩ ra được anh ơi. Ồ, cay vãi lộn đấy. Đâu, linh đít con mẹ đéo gỡ được phát hảo cay vãi lộn đấy. Rồi nha, tao đi. Chơi các cây á, ở chơi các cây cũng được, chơi các loại cây cũng được đấy. Ờ, chơi cây cũng được anh này. Chơi cây được anh ạ. Ờ, chơi cây nó dễ. Quả vừa đấy đâu anh, nó khác gì quả vừa đấy đâu. Không, cây khác quả, chứ có cây làm lồn có quả. Ừ. Cây hoa mà anh. Ok, em đi trước này. Cây cột điện. Cây cột điện. Tí nữa kẻ đéo thì có ông nói lại cho xem. Thề. Bố kìa. Cười cái lồn mày kìa. Cây cười. Cây gì? Cây ba màu. Là cô ba mày. Ông vào vào. Ông phải, ông phải. Cây ba mù là cu ba mày à? Cây chùm ruột anh ạ. Cây chùm ruột. Chơi có cây địa phương thế. Gì cây kìa? À không được anh thế. Thôi vậy. Được rồi, cây chùm ruột được rồi. Được rồi. Gì cây? Ờ. Cây cũng nhưng mà phải là cây. Cây gì cũng được. Cây xoài kìa. Xoài nâu. Diêm. Ờ cây, cây cầu. cây cầu à, cây phượng, cây bằng lăng, cái bàn, cái bằng lăng khác nhỏ anh, cây sabuche, cái sabuche cây ATM cao lanh, nhưng mà cây thì cây ATM đấy, được rồi gì nữa, cái này cứ kể hết kiểu các loại quả ghép với cây là được mà anh đúng không? Ừ, tí nước kiểu lồn giải hết, tí nước kéo đi con thằng nói chuyện với em, bô súng. Ừ. Bố béo kìa. Cây súng, cây súng. Rồi hồi nào? Chưa. Đâu ai nói? Tao nói rồi. Đâu đâu. Chưa. Đi. Cây chanh. Cây mai. Cây mai. Olimai. Cây ổi. Cây đào. Cây đa. Cây bồng bong. Cây gì? Cây gì anh? Cây quất. Cây chanh. Chanh chết đi. Quất cây vừa nói. Cây chanh rồi. Để nói bao giờ anh? Cam, tạm cam, vừa nói xong. Nó vừa nói cây chanh xong vòng vừa rồi, địt mẹ. Ờ, vòng trước xong. Địt mẹ chân tội vãi lồn đấy ạ. Ừ. Chúng ta làm người ta tội hơn đi. Nói đi, đi cây. Cây hồng xiêm. Cây dừa. Chết kể phải. Sao đấy vừa nói cây sabuche rồi. Sabuche là cây hồng xiêm. Làm chết đấy. Ừ, là một. Thế em đổi không? Em không đổi rồi. Không, địt mẹ ơi, đừng nói. Đổi địt mẹ mà lúc nãy đã hỏi lại từ ngay đoạn đầu rồi là cây đấy là cây hồng xiêm rồi. Địt mẹ vẫn nói. Tạc cam. Tạc cam đi. Tạc cam đi. Em không biết là anh. Địt mẹ đừng nói. Tạc cam đi. Cây dừa. Cây dừa. Cây cau. Cây gạo. Cây mít. Cây bình bát. Cây lồn gì? Là cây lồn gì? Đi có mà. Cây bình bát có. Cây bình bát ăn với lại. Có cây bình bát, có cây bình bát. Rồi. Lồn tới cây địa phương bãi lồn. Cây. Rồi, cây số 1. Cây dứa. Cái gì cây dứa? Ờ. Cây sung. Cây táo. Ôi, vẫn còn cây táo kìa. Cây xấu hổ. Con mẹ vừa nói cây số hổ xong đi mà. Cây số hổ xong. Ai nói? Ai nói thì tắt mẹ cam đi. Vừa xong mày. Vừa cách có mấy người. Nhớ kém của anh Tú ơi. Cây hổ mà. Thì ta cây sào. Có cây sào được. Ui. Cây xoài. Xoài rồi. Ai xoài? Chết. Thằng Duy cây xoài từ đầu rồi. Mày chết. Tắt cam. Không nói nhiều. Cây nhãn anh ơi. Nhãn chết. Nhãn từ đầu mẹ mày rồi. Nhờ. Đâu, nhãn đéo có đang có nhãn nhở? Còn đéo có đang có nhãn nhở? Chưa có nhãn. Em lấy cây nhãn sau mà. Cây dọc mùng. Cây dọc. Thì mẹ đéo ăn bún dọc mùng bao giờ à? Đủ má chúng mày. Cây thông Noel. Oh my god. Cái gì? Cây xăng. Chơi quái đầu điện tử vậy bro. Cây xăng. Ừ rồi, cây xăng. Được mà. Cây dưa leo. Ờ được. Được.
10. Cây ngô. Cây ngô à? Cây mía. Nhiều cây lắm. Điệt mẹ. Cây xả. Cây cây cà chua. Cây cà chua. Ờ, được không nhỉ? Có. Cây sắn. Sắn á? Đúng. Có cây sắn. Củ sắn là để dưới đất ai đào lên mà anh, làm gì có cây nhỉ? Có cây, cây nó có cây, tưng có lên. Cây, có cây. Tao toàn lấy về đánh nhau. Cái lá sắn bọn trẻ bây giờ toàn lấy cuốn về nghiền xong phơi khô cuốn hút mà. Cây tre. Rồi. Ui. Cây ớt. Ớt á. Cây sen. Cây sen rồi mà. À rồi, chưa. Trong phòng có cái gì đâu. Bưởi, cái bưởi. Cây bưởi à? Đừng đi lâu thế. Cây trúc. Ua. Nhiều cây lắm. Cây quạt. Đúng. Cây đàn guitar. Mình chung thành cây cỏ luôn. Cây chim cá. Cái gì? Chim cá. Ờ được được. Cơ hội gỡ to lắm này. Cây cỏ. Ờ được. Hơi chung một tí được. 10, 9, 8, 7, 6, cái sầu riêng rồi mà. Sầu riêng có đâu? Chưa. Được. Cây cọ. Cây hoa sữa. Vãi lồn nhỉ? Cây máy tính. Được. Vãi lồn được á? Có sao được, tin mày mới gọi là cây. Thì tôi có gọi được cả cây xăng con đéo nữa. Cái máy tính mà nói. Cây mà. Không lại đi mẹ mà thế phải nói chứ, phải biết nói cho cây xăng người ta tưởng nói được cây máy tính. Không được. Tất cả mình cho em lo theo. Cái địt mẹ mày thể địt mẹ mày. Bro. Cái thế giới nó đéo giờ công bằng. Đọc cái khóa mà anh đổ. Để mình về đoán thôi. Cây 10. 10, 9, cây 8, cây 7, cây sung em nói rồi. Chết, tắc cam đi. Tắc cam đi gai. Mới là tắc cam vẫn 50 cây mày luôn. Từ, cây liễu. Ui, chết, thế đi chết rồi. Cây liễu. Cây hoa dâm bụt. Ui, địt con mẹ thằng này thế giới đấy nhở. Cây hoa hướng dương. Ai mà mày chơi hoa riêng người tao? Cây cà 98. Cây gì? Cây trứng gà. Gì cây? Ờ, được. Cây thăng long. Ui, thăng long rồi. Chưa. Thăng long rồi sao nhỉ? Chưa. Sao mà? Không. Chắc chắn là chưa. Nếu mà có thì tất cả mọi người cùng nhớ rồi. Chỗ địa phương anh ạ. Cây hoa giấy. Cây gì? Cây hoa giấy. Bị bẻ thằng này sao lắm cây hoa đấy nhở. Bỏ bây giờ không chơi hoa nữa nhá. Bây giờ hoa là nói sáng mai luôn đấy. Ok. Thôi bị luôn. Nào ông chơi cây xăng cây cục điện đó. Bây giờ ông ta cấm ta chơi cây hoa. Quái luôn. Đúng không gì? Bị bạn bị. Ngay khác rồi mời mời. Cây bút. Cây gì? Cây bút rồi kìa. Cây bút á. Cây si. Cây gì? Cây si là cái gì? Ờ, cây si, được. Cây bonsai. Chết mẹ mày. Cây bonsai là cái gì? Cây cảnh, cây bonsai. Cây bonsai, đúng rồi. Cây bonsai, đúng rồi các em. Hoa mà. Không, nó là cây. Nó là nghệ thuật ghép cây bonsai. Cây gì? Cây. Vẫn còn cây. Còn nhiều cây lắm. Không biết, bị trùng nữa. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 Cây năm chục. Mẹ mày cây cần thì đéo đọc đủ mẹ không lột là cũng hút. Mẹ đéo đọc cây cần lên. Thôi kể cho con nghe loại cá đi.
các loại cá gì? Cá nhỉ. Ờ được, cá được. Được rồi. Rồi. Nhưng là phải là cá nhá, không phải cá độ, cá điếc gì đâu nhá. Phải là loại cá biết bơi nhá. Ok đây. Ok nhá. Đang định cá độ đi. Mở kỳ lại, mở cam lên. Cá chà bạc. Nó nghĩa nó. Có cá chà bạc à? Có. Có cá chà bạc nữa. Cá chà bạc như lá chà bồ con ạ. À, được chưa, chốt chưa? Bây giờ thằng Snake đi trước. Rồi, thằng Snake đi trước đây. Cá dồ. Cá gì? Cái gì? Cá dồ. Có dồ, cá dồ, có cá dồ. Cá dồ là cái gì nhỉ? Cá dồ, cá dồ. Cá dồ, cá dồ. Chúng nó có chơi cá địa phương này, đéo biết đấy ạ. Không, nghe loại cá gì ấy, để tí con né. Để Google thử xem nào. Cá dồ, có cá dồ. Ờ, mày phát ra mày ngồi mày ghi lại hết thứ ấy. Rồi. Cá vô hay là cá vô hay cá dồ? Cá dồ. Dồ, dồ huyền dồ. Cá dồ phi à? Rồi tú. Dồ. À đấy à. Cá bác sa. Rồi. Cá chép. À, cá kiếm. Ôi, thì phải thế giới. Cá kiếm có cá kiếm. Cá rô. Cái gì? Cá rô. Cá rô phi á, ngoài đồng á. Cá chuối. Cá chuối với lại cá quả với lại cá gì nhỉ? Trong kia, ở đấy là chung với một loại nhá, là đừng nhắc lại nhá mọi người nhá. Ở đây. Snake. Ờ, cá coi. Ờ, được. Cá coi. Cá coi đúng mà. Đúng. Có. Bên Nhật. Tú. Ờ, thế này. Cá ngừ. Cá mập. À, cá giọt bể. Cá sấu. Cái gì? Cá giọt bể. Cái dùng là cá lau kiến đúng không? Cá sấu. Cá heo. Cá heo. Ờ, heo. Cá voi. Cá liềm kìm. Có cá liềm kìm mà. Rồi, đi cá liềm kìm. Cá liềm kìm. Cá hồi. Cá hồi em rồi. À, cá hồi nãy thằng ấy nói rồi. Đấy, anh nói rồi. Em có hai đứa trong đầu của người cười, em quên mẹ hai đứa luôn rồi. Tắt mic đi. Tắt cam. Chú ơi, đen rồi. Cá chỉ vàng. Ôi, cá chép hôm dưa. Cá chép hôm dưa. Con mẹ cá chép nãy ta nói ngay vòng đầu rồi nhá. Là cá chép rồi, tắt cam đi. Bịt mẹ này thì hôm dưa. Cá trọi. Cá gì? Cá trọi ấy. Ơ, cá trọi là cá đá. Có. Mua để trọi đánh nhau ấy. Cá lù kiến. Cá lóc kính rồi. Tạt cá không có nãy có ai nói em đâu, có ai giải thích em đâu. Giải thích rồi, nãy nó giải thích rồi mà ớt đi mẹ. Nó giải thích xong rồi mà. Ủa, đi ra chưa giờ thấy cam mình to thế, đít con đấy. Đến ai nhỉ? Đến Quang. Đến em, cá mú. Cá mú à, cá mú biết. Địt mẹ đi, biển ăn vãi lồn ra không biết. Cá điêu hồng, cá mắm gừng. Cá vàng. Ờ, cá bóng đèn. Cá rô phi. Cá bóng đèn là cái gì? Có. Cá bóng đèn mà nó bắt. Cá rô phi nói rồi, nãy thằng Bô nói cá rô rồi. Cá rô phi khác. Nó còn nói là cá rô phi, địt mẹ mà nó nói giải thích đấy rồi. Cá mẹ địt mẹ. Vớ vẩn. Ôi cửa sáng quái lộn, rồi. Cửa sáng. Cá mặt quỷ hấp xì dầu. Cá mặt quỷ. Cá mặt trăng. Cá nhà tám. Cá nhà tám là cá voi à? Cá nhà tám là cá voi mà. Cá nhà tám là cá voi mà. Đâu, cá nhà tám là con khác cá voi mà anh. Cá nhà tám là cá gì? Là cá to nhất thế giới đấy. Là cá voi. Là cá voi đấy. Người ta gọi là cá voi nhà tám, đéo ai gọi cá nhà tám cả. Đi có mạng tắt cam đi. Trên mạng là thế mà ta. Đi con mẹ mày vãi lộn trên mạng luôn ạ. Trời kiểu em xem trên mạng từ ngày xưa. Em xem trên Discovery ấy. Nó cùng một loài cá voi em ơi, nó cùng một loài cá voi. Cá voi nhà thôi được, cho nó tiếp đi nè. Rồi cho nó tiếp đi. Cho nó lại đi. Nó lại đi. Đấy, ai bảo khác kìa, anh xem không? Tất cả đều bảo khác này. Khác á. Tất cả luôn. Chấp nhận rồi, đến Ấn Độ. Cá ngựa. Ui. Chết mẹ rồi. Cá đuối. Ủa em không trông đâu không tính à? À ừ, Snake còn chưa bảo mà. Ừ. Thì Snake nói cho mày đến mày mà nhím. Đâu? Thì đến Snake, bây giờ đến Snake. Snake xong rồi đến Ấn Độ chứ. Ngược. Bơi. Cá đến... tai tượng. Có tai tai tượng. Ấn Độ. Con mẹ toàn nói cái cá đầu buổi gì.
10 9 Cá cao bằng 8 7 Cá chim, cá chim, cá chim, cá chim. Ờ đúng rồi, chưa ai nói. Đúng rồi, đúng rồi. Cá rồng. Đúng. Đúng. Snake. Cá nóc. Chết mẹ mày. Mẹ chết mẹ mày luôn. Ờ, cái nóc rồi. Nói rồi, cá nóc. Rồi, 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 nói rồi, nói rồi, nói rồi. Ôi, cứ sáng, cứ sáng. Ôi rồi. Để tao à? Để đánh đây đồ. Vua tay nhì. Cá mực. Được. Cá gì nhở? Tụi em vừa nhớ một con đít có mẹ cá. Cá nhím. Cá lá hán. Ăn được vãi cả lồn nhỉ. Địt mẹ đợt mình đi Hòa Bình mình ăn cá lồn gì nhỉ? Cá Hòa Bình ơi. 1.8 triệu một cân đấy nhỉ? Cá Hòa Bình. Hôm trước vừa ăn. Không biết. 8 7 6 5 4 ơi. Cà phê, cà phê, cà phê, cà phê. Cà phê là cái gì? Từ từ, địt mẹ mẹ. Đây nhá, địt mẹ sắp Google chúng ta. Cà phê là cái gì? Cà phê là cái gì? Cà phê nhá. Cà phê là cái gì? Phò đấy. Còn mẹ em mày ra toàn phò, mày vãi lồn nhỉ. Còn mẹ em mày địt. Rụng, rụng, rụng. Rồi, đúng. Anh đồ ơi. Sao cả cuống quá địt có mẹ chúng mày đếm vãi lồn đếm địt mẹ phải đếm chứ đang ngồi nghĩ đâu rồi cá ly thiên à tiền guys cái tên đường phố ờ đường phố được anh Hà Nội 36 phố Phường chơi đường Hà Nội không chào em bất cập đến nghe là biết thua rồi anh chơi đường Cao Lãnh không chơi tên ca sĩ đi anh không thì ca sĩ Việt Nam thôi anh được rồi ca sĩ Việt Nam đi anh đi được anh ạ ca sĩ Việt Nam đéo biết không biết thì anh chịu chứ trời ơi lại không biết sao lại không biết được nhiều không biết nhiều thì anh phải thiệt rồi đúng rồi ca sĩ toàn quốc được không không địt mẹ ca sĩ Việt Nam đi đéo chơi ca sĩ Việt Nam địt mẹ bây giờ mày bảo ca sĩ Lào địt mẹ nghiêng hẳn sang bên phải ôm phản lam ra biển địt mẹ em thằng lớn ở biên địt mẹ em chơi vãi lồn ca sĩ được mà thủ đô là ca sĩ đi ca sĩ hợp lý rồi ca sĩ hợp lý ca sĩ chỉ chơi ca sĩ Việt Nam thôi ca sĩ Việt Nam hợp lý rồi ok nhá ca sĩ Việt Nam nhá ca sĩ sao cái tên ca sĩ Việt Nam ờ ca sĩ Việt Nam nhá ok em trước đúng không em này Quang Ngọc Trịnh ok QNT ờ ca sĩ có rapper các kiểu tính có MV có MV là ai công nhận là ca sĩ đâu có MV là tính là ca sĩ Hiền Hồ rồi Ame đến Ame Ame Chipu, Chipu. Ờ, biết gì? Tố. Ờ, Bích Phương. Tố à? Ờ, Kenny Yu. Kenny Yu thế là lỗi. Đúng rồi. Tính như rapper là ca sĩ rồi. Sơn Tùng. Sơn Tùng rồi nha. Bộ béo. Ai? Anh Sơn Tùng á? Ờ, Vũ Duy Khánh. Ừ. Tiến Smile. Ai? Tiến Smile là ai? Tiến Tài Smile làm đéo Tiến Smile. Địt con. Vãi cả lồn Tiến Smile à địt con. Tất cả mẹ địt vậy. Năm xịch. Tiến Smile. Phúc Du anh ơi. Được. Miu Lê. Ưng Hoàng Phúc. Được. Được. Các thời xưa nhớ quên. Đang trường Phương Thiện Hoài Lâm Isaac Lam Trường Khánh Phương bọn thế nhỉ bọn thế Jun Phạm Lã Phong Lâm Khổng Tú Quỳnh Lâm là ai rồi có Lã Phong Lâm có Lã Phong Lâm Khổng Tú Quỳnh nghe thử đi Minh Hằng Ngô Kiến Huy bọn đấy Châu Khải Phong ui Lâm Chí Khanh đi đây Châu Gia Kiệt team cái gì team anh không biết team team rồi đạt gì Bằng Kiều Snake Nguyễn Thuận Báo Anh team thì có Minh Hằng
Mình ăn rồi anh ơi. Mình ăn rồi em ơi. Ơi. Ờ, em chưa nói, đứng lại đây em nói thế thôi, còn em chưa trả lời. Ơ cái gì? Mẹ vớ vẩn vãi rồi, tắt cái gì? Nào, đi mẹ, xanh chín. Đi quang ơi. Ai nói mình ăn ấy? Đen. Em. Cố lên. Ca sĩ chê lên. Rheumatic à? Rheumatic. Cầm ly. Đen vâu. Hả? Trần Lập. Đàm Vĩnh Hưng. Thì ok Lady Killer anh ơi. Ê, Tuấn Hưng chưa ai nói. Anh Quang Minh. Quang Minh. Nguyên. Có mà. Nào em ơi, có Quang Vinh thôi. Quang Minh là ai? Quang Minh là ca sĩ nào? Quang Minh là ca sĩ nào? Sạch cái anh Quang Minh là ai vậy? Quang Minh là ai vậy? Quang Minh là ai vậy? Vậy luôn. Không cũng có Quang Minh nhưng mà đi có ông này. Mà. Nhưng mà đéo ai biết. Đi tức mà. Là đéo ai biết hiểu không? Đi có, tôi trước một trận đi. Rồi, ok. Rồi nhá. Có. Mẹ. Dù đi. Tiếp đi. Yeah, đi qua. Ờ, được. Bố béo. Snack. Cắn kẹo hít kè. Đẹp luôn. Nào, ngoài không nhắc, đi mẹ. Nào. Đâu được. Rác. Rác. Rác KCICM ấy. Nó là rác, không phải là rác. Rác. Đúng mà. Rác à? Rác. KCICM tính ca sĩ ông anh có không? Không. Không. Đấy là producer. Producer thôi. Ngọc Hà. Trọng Tấn. Sầu lý nữa. Sầu thế nhờ. Trường Vũ. Phạm Trưởng. Đúng. Ồ, được quá nhỉ. Đăng Khôi. À Đăng Khôi nhầm nhé. Còn một tên không ai nhớ. Được. Xuân Mai. Mẹ Xuân Mai đến mẹ của ca sĩ vãi lộn. Đúng. Ông Cao Thắng. Được. Thì ông Cao Thắng đi mẹ luôn. Luôn. Một cặp đúng kìa. Đông Nhi không à? Biết rồi. Rồi. Muốn rồi. Quan Bi Tướng Anh. Đúng. Chính xác. Con bị Tuấn Anh à? Ôi mình vừa nghĩ ra từ gì nhỉ? Đôi man nhưng mà đấy. Thật quên đấy. Ờ. Ờ... Phương Ly. Có một tên đúng, mà không thấy à? Không ai nói Phương à? Ly, Phương Ly à? Phương Linh! Chị Phương Ly luôn. Có. Mr. Sido. Ừ. Mr. Anh Phúc Cọp. Phúc Cọp là anh Ngư Ngọc Phúc đúng không? Ừ. Chết mẹ mày luôn. Mẹ mày. Tú nói rồi. Nói rồi. Tú nói rồi. Tú rồi sao nó Tú đéo biết nhờ. Nhìn mặt Tú ngơ ngác quá luôn. Confirm mà, có phát nó ghi lại mà, yên tâm. Rất ta ti. Ua, Mỹ Tâm. À. Mày cứ bị nói trùng, nó cay vậy. Phải nhớ. Nhiều mà anh. Bao nhiêu người mình hay nghe, chưa ai kể. Bộ Mỹ Si. Đúng không? À, Pháo. Đấy, úi dồi, dễ không? Để đến xem nhớ chưa là nó nhưng mà thề sao biết cái đi đấy biết cái đi thì sao bị trục biết cái đi cả hòa minh gì hòa minh gì thì đúng hòa minh gì thì bon không từ Emily Harry Won Trần Thành Eric Eric thì Thế nhớ được đi. Ui điểm coi mẹ vãi luôn nhờ. Đức Phúc thì địch mẹ bộ đấy hết rồi, bộ ba đấy hết rồi đúng. Con 10 giải áp lực. Đếm đây. Không mình thắc mắc rồi. Nói rồi. 7 6 Ờ, Linh Ứng Phi Trường, bị con mẹ. Ôi dồi ôi. Quân AB. Anh có khoa. Ai có khoa. Huawei. Đó là thằng Tú đã nói của Huawei. Quân AB. Huawei khác. Đấy, quân AB. Huawei. Nhưng mà thằng Tú đã nói đâu. Tú ở quân AB rồi. Tú nói quân AB rồi. Thằng Bông Mai chết rồi. Mình Daddy nói rồi. Ừ, tắt cam đi. Nó vừa nói Big Daddy à? Vâng. Thế nó chết là đúng rồi, thì phải vua quý phải có Carrick. Ừ.
Cà rích thì phải có. Nói vậy? Chưa nói. Cà rích thì phải có. Cà rích có ai? Đéo biết. Ôi, có 10 này. Nghĩ khác đi, đừng kệ, đừng theo nó. Lily. Được. Lily. Ờ, rồi. Giao Linh. Linh Ly. Ừ. Châu C. Giọng hát. Giọng hát, giọng hát, giọng hát, đúng rồi. Ách. Can Trô. Cái gì ta? Can Trô cái gì anh không thấy nhắc. Cái gì ta? Lần sau đâu biết được, đéo bao giờ biết được luôn. 10 9 8 Ông nào hát 7 6 Di Mạnh. Di Mạnh nói rồi. Không, chưa Di Mạnh đã nói rồi. Chưa Di Mạnh. Rồi, em Di Mạnh ai? Di Mạnh ai? Ai nói? Snake. À, Snake nói bao giờ giờ? Nói bao giờ giờ? Nói từ lúc mai rồi. Cái gì là cắn kẹo ít? Ai hết kè công an bắt đấy đấy. Ờ, đi phải rồi. Ôi, tiền đây rồi. Tiền đây rồi. Orange. Phục Du. Phục Du nói rồi. Đi cho nó phá. Nói rồi. Em Ai nói? Bùng mai nói. Linh đây. Nhanh. Con kịp đi cầm đầu luôn. Em thề nhiều quá ai luôn. Ăn được bàn thì phải cho bốn cho chị đất. Di Mạnh chưa em thề. Rồi. Anh Quang nhắc như vậy mà anh không có nói. Không, nó nói trước. Nó nói trước khi anh nói mà bố. Xong anh Quang mới hát. Anh xem nghe cười gì đấy. Tóc ở Quang. Hiểu bậc cao lên nào hiểu. Hiểu bậc cao lên nào hiểu. Đang học nhóm mà. Chờ tí. Ok nhá, em donate nha. Cài rồi ok. Sáng như vậy rồi. Ừ, sáng thế rồi. Sáng thế rồi mà. Đâu nhỉ, chưa đến tiền nổ đâu cả. Địt mẹ các em đâu hết rồi. Rồi. Phải bây giờ đá bóng. Bây giờ là nói về nghề nghiệp đi. Nghề nghiệp. Được anh ạ. Kể các nghề nghiệp. Đấy. Phổ tính về nghề nghiệp không anh? Có chứ. Địt mẹ lấy lỗ làm lại đi em. Nghề vãi lôn nghề. Nói về nghề nghiệp nhá. Kế toán. Ok. Ủa, nói từ ai vậy? Từ anh xem. Mày đây, nghe thấy anh đó. Ngược lên. Nghề ngửi nách. Ngửi nách là nghề lôn. Nách là nghề lôn gì? Chọn Google đi. Có cái đó mà. Lôn nghề ngửi lách. Nghề lôn sao có nghề ngửi nách? Em mà nói vậy. Ôi. Nghề nào ai cũng có. Nghề đàng hoàng. Nó mấy nghề kiểu đó. Nghề đàng hoàng anh đi. Nghề đúng không? Nghề móc cống. Ừ. Nó cũng là thông cống nha mọi người. Gọi là thông hút 7 phút đấy nhá. Thế là bỏ thông hút 7 phút đấy nhá. Chung lại với nhau đấy nhá. Thợ xây. Giáo viên. Kỹ sư. Sửa ống nước. Okay. Bán bông. Nghề của mẹ nó luôn đít mà. Bán hoa. Bán hoa. Sở chi mơ. Thì bác sĩ rồi, nói rồi đó. Rồi bác sĩ. Sở nách. Bác sĩ thì nghề ca sĩ. Ca sĩ. Sửa điều hòa. sửa máy tính. Không sửa cái cửa. Dancer. MC. Giáo viên. Chết mẹ mày luôn rồi. Giáo viên nói từ đầu rồi. Giáo viên tao nói ngay vòng 1. Giáo viên rồi. Cảm đi. Đi coi mất mãn mày luôn. DJ. Producer. Sex shop. Cái gì? Bán đồ sex thôi. Nói chung là bán hàng. Nói chung là người bán hàng. Người bán hàng đúng không? Vậy tính đúng không? Ok. Rồi. Nghề mà anh nói thì nó hơi bị trụ riêng quá. Phải nói chung đi. Để fireman biết mà đúng không? Fireman là gì ta? Cứu hỏa. Cứu hỏa. Ok. Anh nhắc cái Snake kia. Snake. Nghề giữ xe. Giữ. Xe tính là bảo vệ đây. Tính là bảo vệ đây. Điều dưỡng thì 10 y tá y tá đánh giày anh bt game rồi tài xế thế cảnh sát địt mà cảnh sát nó nói nhờ vãi lồn thật nghề pha chế rượu. Đấy. Bartender rồi. Thôi mấy cái hợp lý. Bán vé số. Bán vé số. Nhiếp ảnh gia.
Bồ gà. Cho thuê đồ cưới. Bây giờ tao bảo tao cho thuê cái này cái kia cũng được mà, đúng không? Phải là một cái nó một như cái thế thì nó bị riêng quá, hiểu không? Cái chức vụ gì à? Chậm chó. Chậm lán trộm ở đây. Lán trộm rồi. Chậm rồi, lán tính chung chậm luôn á. Cơ hội cuối cùng này. Cơ hội cuối cùng. Cái gì là chẳng là trộm? Thiếu gì nghe? 10 9 bán hàng rong. Tự làm chủ mình đúng rồi anh. Được. Bán hàng rong. Đúng, bán hàng rong thì nó nằm chung, nằm trong cái bán vé số với các thứ đấy. Không, hai nghề khác nhau chứ, nói thế. Hai nghề, cái bán hàng rong là anh bán cốc ổi mới ghim đồ á. À, quay phim. Quay phim nghe quen nhỉ? Quay phim. Ai nói à? Giữa bảnh ra quay phim cùng nhau anh. Không, giữa bảnh ra là photographer, quay phim là cameraman. Ừ. Anh đầu bếp. Ấy, ok. Không ai nói cả. Hợp lý vậy luôn. Đồ ăn mà. Người máu. Ừ. Đúng. Cắt tóc. Ừ. Các cà đơ. Các cà đơ. Được. Đúng. Các cà đơ là diễn viên đúng không anh? Không, các cà đơ là đồng thể. Các cà đơ là tổng quát thì đi cơm mà. Massage. Được. Massage. Nghe ra truyền anh ạ. Bố béo. Đa cấp. Ờ, đi mày đã cấp là một nghề đấy, đúng rồi đấy. Ờ, đúng. Ngư dân. Nghề đánh bắt cá. Ngư dân hả? Vậy nó mà vậy đâu. Nông dân đâu đúng không? Nông dân với ngư dân khác nhau chứ anh? Khác nhau anh. Không biển nông dân. Làm nông khác với ấy mà. Ờ, thu họ. Thu họ là cầm đồ nhá, đúng không? Đúng. Làm neo. Ô xin giúp việc. Lâm tặc. Cắt tóc. Cắt tóc rồi. Cắt tóc rồi. Điệt cầu. Càng. Cây quá luôn. Càng. Anh Quang kìa. Anh đang nhìn vòng nhà có gì không đặc biệt không để nhớ. Ừ, anh nhìn thấy rồi đấy. Nhiều. Mười. Phi công. Phi công rồi mà, đúng không? Chưa. Thợ may. Đúng. Được. IT. Được. IT là lập trình viên các kiểu ấy hả anh? Thì luật sư. Đúng. Địt con mẹ mày đang định nói vãi lồn thật. Đúng rồi, luật sư anh ạ, địt con vậy. Vừa nghĩ ra cái lồn gì nhỉ? Mười. Từ từ, địt ba trên em mười, phải để cái thằng ý mấy giây chứ. À, trước anh làm gì? Chín. Chín. Tám. Thiết kế, có thiết kế chưa? Chưa. Chưa đúng không? Rồi. Mày quá, địt con. Nguyên thủ. À được. Hợp lý. Cũng thành nghề rồi đấy, đúng rồi đấy. Kiến trúc sư. Hôm nay ta nói nghề thiết kế rồi còn đéo nữa. Thiết kế và kiến trúc sư giống nhau mà. Anh thiết kế hay không? Thiết kế là designer thì sao? Nhưng mà bây giờ em nói vậy, thiết kế điện thoại, thiết kế đồ móc tai, thiết kế váy, thiết kế cao cao su, thiết kế đồ cắt lông mũi, thiết kế em Quang ơi, em nói kỹ sư thôi. Kỹ sư nó cũng đâu có liên quan đâu nhỉ? Đúng rồi, kiến trúc sư giống nhau mà. Kỹ sư và kiến trúc sư. Ê, cho em cơ hội nhá. Được cơ hội không? Không. À được. À tư mọi người. Vốt tổng thể. Thôi rồi, không sao, xem chín. Dancer. Chết luôn, thì mẹ dancer nói rồi. Cai ngục. Uầy. Cai ngục, nghề thế giới. Cai ngục cũng là nghề mà. Nhà sĩ. Nhà sĩ cũng tức là bác sĩ mà, phải không nhỉ? Đúng khác, kiểu khác hoàn toàn. Người răng mà. Chuyên viên nước hoa. Không chuyên viên từ nước từ hoa nhé. Là bán hàng rồi. Không phải bán hàng mà có bọn nó chuyên địt mẹ mà phân tích với cả pha chế nước hoa, nó khác hay mét khác chứ. Thế thì phải là pha chế nước hoa. Đúng rồi.
Ừ thì đấy. Anh nói gì đó, nó thân. Ừ thôi rồi. Đấy cũng là một nghề mà. Tổng thống. Phải không có nghề tổng thống bịt mẹ phải luôn. Được lương mà, được lương. Đúng, 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 đúng. Tổng thống là người nghe mà. Thế thì bịt mẹ giờ chúng nó nói bịt mẹ nghề thứ trưởng, nghề bộ trưởng ra. Không, cái đấy gộp chung vào là công chức nhà nước. Đúng rồi, em công chức nhà nước. Tem à? Ờ. Xem bói. Xem bói là nghề á hả? Đúng, 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 đúng. Có mà. Đừng liếm môi lên anh Tú ơi. Đang nghĩ. Đếm đi, đếm đi. 9 8 7 6 Thợ điện. 5 Thợ điện. Thợ điện nói rồi sao nhở? Đúng kỹ sư đấy. Chưa đúng thợ điện. Thủ công mỹ nghệ. Cầu thủ bóng đá. Ui. Ở dưới bóng rổ kìa. Không, với cầu thủ thôi. Mẹ em thêm từ bóng đá luôn đi. Để đùa thôi. Vận động viên. À còn thủ à? Vận động viên, đấy là vận động viên. Đấy là vận động viên hết. Ờ... Thơ mộc. Rồi. Chưa. Nhà văn. 10. Nhà văn có tính là nhà thơ. À nhà văn nhà thơ chung anh ạ. Mà ai nói chưa? Chưa nói đúng không? Chưa. Phi anh ra. Ồ. Hay lắm. Thông dịch viên. Thông dịch viên á. Điệt vãi mà đau đầu quá luôn. 10. Thám tử. Thám tử rồi. Quá thế à? Còn đấy, còn đấy. Thiếu biên tập viên được không anh? Cũng là nghề được. Mà. Được. Thợ xăm. Ui. Đúng. Ui. Phóng viên. Editor. Editor cũng là lập trình viên nó giống nhau anh. Mấy cái không, nó khác nhau chứ. IT rồi. IT rồi. Editor tính là IT á hả? Đâu. Tiếp. Thổi kè đám ma. Khóc thuê nhá. Khóc thuê đúng không? Đó. Thế có nghề kết hoa đám cưới không? Có chứ còn đéo nữa đúng không? Vừa nãy bảo cho thuê đồ cưới đấy anh. Cho thuê đồ cưới với kết hoa đám cưới khác nhau đi mẹ. Thôi coi như là làm đám cưới đi, tổ chức sự kiện đi. Ờ, thực ra là thường thường là mình sẽ tổ chức sự kiện luôn đi. Mình dùng danh từ để mình nói thì chuẩn hơn. Tổ chức sự kiện đi là hợp lý rồi. Ờ, thì đấy, tổ chức sự kiện cưới đấy. Nó gọi là cái gì nhỉ? Planning wedding à hay cái đéo gì nhỉ? Wedding planner. Ờ, wedding planner đúng rồi. Hôm trước vừa xem người ấy là ai có ông làm nghề đấy còn gì nữa. Ừ. Cái gì cơ? Bông ngoài bảo gì cơ? Vệ sĩ. Vệ sĩ với bảo vệ khác nhau không? À khác chứ ơi. Ừ. Thợ rèn. Địp mẹ thợ rèn có chưa nhỉ? Chưa anh ơi. Từ từ mọi người đừng nói nhá, đang tập trung nhá, tí nữa nói nhá. 10. 10. 9. Vệ sinh giày có làm nghề không? Có đúng không? Đánh giày rồi. Bye bye. Đánh giày vệ sinh rồi thì bạn làm một rồi. Bỏ đây. Em hỏi cho em là đổi khác thôi. 8 7 7 Ảo thuật gia. Rồi được rồi. Phải cả lồn nhở, địt con mẹ. Ô, thằng kia chưa chết à? Thằng bố mày chết chưa? Chưa anh ơi. Chưa. Điện à? Em bị con mèo đạp ổ điện. Địt con mẹ vãi lồn nhở. Thế thằng này tự nhiên nó làm tao mất tập trung vãi lồn đấy. Đến ai nhở? Đến bố mày đúng không? Đến anh mà. À đến anh à? Ăn. 10. Tứ chưa gì ạ, đếm mà thằng kia làm tao mất tập trung. Địt mà. Đúng rồi, đếm chứ để anh nghĩ lâu thế. 10. 10. 6 rồi đấy, đến 6 rồi đấy. 10, 10 đi, đến 10 đi. Hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch. Được. Được. Bác học, nhà bác học. Ờ, được. Nhà khoa học à? Nhạc sĩ. Chưa. Đấy, tao định bảo là vừa có nhạc sĩ vào kìa. À kể tên à, đúng không? Chứ phải nối từ à? 10 9 9 8 Đạo diễn. Đạo diễn rồi. Đạo diễn nói rồi. Ai nói? Có người Phát nó có ghi lại anh ơi, Phát nó có ghi lại tất cả những cái nó nói. Em ghi một nick này anh được. Đi còn mẹ mày nhọ thế. 10 9 8 7 6 5 4 Trường hồn. Phóng viên. Phóng viên rồi. Phóng viên có rồi. Tắt điện.
phải tự chết này, còn phải chết này, tự hủy đây. Đây có người khiêng hòm không mọi người? Factor rơi. Factor rơi. Nói chuyện rơi cũng là nghề đấy, đít mẹ đúng rồi. Bốc sinh. Vận động sinh là vận động viên con mẹ rồi. Vận động viên rồi. Đi đổi khác. 4. Có trưởng cũng là cơ trưởng là cũng là con tài xế. Quang vừa nói rồi. Quang vừa nói phi công. Mấy bác em ăn phải ở đâu? Ông anh vừa nói phi công rồi. Anh Linh lên đấy. Thế thì thu vậy. Thế ý mày là cơ trưởng bay ở trên ba hay là cơ trưởng bay ở trên máy bay? Cơ trưởng. Chưa để điều đó từ khác nào. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Mẹ. Họa sĩ rồi, họa sĩ nói rồi. Rồi toàn bịt con bạn. Mày quá, nay ăn được quả nhất còn gỡ lại được tí thịt con. Nhiều từ quá rồi. Yeah, cuối cùng. Ồ thế cái list này em viết dài vãi cả đi à. Để nghĩ ra chơi cái gì tiếp đã bạn. Đít mẹ, hôm nay toàn hoa quả, các loại cây cối các kiểu là xong mẹ hết rồi. Còn vật các thứ rồi. Bằng sắt à? Nó sắt anh em nghĩ nhiều đầu quá. Đít mẹ đau đầu ấy đầu tiên. Đâu lên cam đi, ai chơi lên cam đi nào. Thằng Piu chơi không? Ăn cũng chơi được mà bạn. Ăn cũng chơi được mà anh Piu, quan trọng gì đâu. Thế em thắng một trận mà sắp hết rồi nè. Ờ thằng Nhím nó trốn rồi. Nó bắn một ổ bánh mì chứ gì đâu Piu. Thằng Nhím ngu đâu rồi. Bánh mì mày bị điên là đang ngồi ăn mày hiểu không? Thì sao đâu. Ở đâu anh ơi mà, em ăn mà. Răng mày đâu xấu đến mức độ đấy mà phải lo. Bóng mai đâu rồi. Em donate rồi mà. Bật đi anh Piu sao đâu. Lên kiểu gì thôi. Có cái video anh. Thấy chưa. Chưa thấy đâu cả. Thấy trên phần đấy. Hay rồi. Còn ai nữa nhỉ? Còn Nhím. Người tắt cái OBS đi. Tắt cái OBS đi. Ờ có đang stream à? Đang stream thì anh phải cắm 2 cam mới được. Dạ. Nhận 1 cam rồi. Đại khái là đang xoay là có anh nhá. Ok rồi. Đây là có anh nhá, đang xoay là có anh. Rồi. Ui quả phòng ấy trông hoành tráng vậy đá nhờ. Quả phòng triệu đô. Ừ, trông có vẻ nhiều tiền vậy đá nhờ. Đi vậy nhìn lại cái phòng mình rách vậy đá thế đi. Chết phòng này đi chết. Thôi bây giờ chơi 64 tỉnh thành hợp lý nhất nhưng đừng chơi sân Google nhá, chơi Google bẩn lắm. 64 tỉnh thành. 64 tỉnh thành Việt Nam. 63 chứ em? 64 chứ. 63. 64 là cái lồn gì? 64 tỉnh thành. À đấy nhưng mà thằng Hiếu mà đéo biết, điệt mẹ. Nó khó lắm anh ơi, em cũng đéo biết. Tên bài hát á? Điệt mẹ vãi lồn. Thôi chịu cái đấy thì hát lắm. Cái đấy chịu điệt mẹ chắc phải rớt ăn mẹ rồi. Nhạc sĩ. Hay là hát đối từ đi nhờ. Không mà lại chơi nối từ tiếp hợp lý nhất. Nối từ giảm tiền xuống anh ạ. Được, bọn em nhắc cho, bọn em sẽ châm trước cho anh mà. Mỗi thằng 5 xích thôi. Nối từ là nào? Nối từ nhanh lắm. Nối từ là nào? Nối từ ví dụ như tao bảo là đầu buổi, xong mày bảo là buổi to, xong thằng kia bảo là rồi đấy, cái đấy tao chơi được, tao chơi đấy nhiều tao thua. Mà tao không. Hay là cái tên mấy môn thể thao đi anh. Ui, được đấy anh ạ. Nhiều đấy. Không nhiều. Ok, cái này ok đấy nhá. Rồi lên cam đi. Nhưng mà bây giờ tao không biết giấy tiếng Việt thì sao của mày. Mày cứ nói tiếng Anh ra xong bọn tao dịch cho. Nhưng mà không được trùng nữa nhá. Không được trùng. Quan trọng mày dịch, mày dịch hay tao dịch luôn. Nào không được search Google nhá, địt mạng. Bây giờ cái gì tao chưa đây. Cả cái gì kìa. Một thể thao anh ơi. Mày muốn tao dịch không hay mày dịch cho tao? Đấy nhưng mà chuyện nhanh lắm này. Đi các bạn có thể thao, tao ít thể thao thì có mẹ mày. Thì ai được mày mẹ chân bé chân gà chi. Nhìn tao đi, tao thể thao không? Mà body thể thao lắm rồi. Đâu ai chơi được lên cam đi mọi người ơi. Ui, vát hết này. Chưa, sao lại bắt đầu từ ai vậy anh nhỉ? Trên đường dưới thôi, cho nó dễ nhìn. Em nhá, bóng đá. Ui, bố kìa. Ủa chạy. Các môn thể thao. Đánh gòn. Bóng chuyền. Cầu lông. Bóng rổ. Bầu dục. Bầu dục. Bầu dục.
bóng bầu dục. Bóng bầu dục kệ, địt con mẹ ngu rồi. Bóng bầu dục tiếp cả à? Đấy, cái môn thể thao bên Mỹ anh. Đúng rồi, đúng rồi. Football bên Mỹ á. Đua xe à? Thế ta. E-sport. E-sport có cái gì? Thể thao điện tử. Rồi, thể thao điện tử. Rồi, thể thao điện tử. Đánh giá là thể thao rồi nha. Thể thao điện tử. Rồi. Bóng à, bóng bàn. Bia. Cầu mây. Đánh bia nè. Cầu mây á? Vâng. Đúng có. Bóng chuyền. Bóng chuyền nói rồi, có cái gì nói rồi. Đi mẹ bóng chuyền nói lúc nào? Thể bạn vô lý vãi lồn. Vừa bóng chuyền em vừa nói đầu tiên rồi. Đến ai nhỉ? Tờ vua. Ôi thôi. Đến anh. Còn bây giờ đến ai à? Bây giờ đến anh ạ. Đến ai à? Đến anh đúng không? Vâng. Cờ vây. Anh đừng có câu giờ. Đi mẹ, đéo biết được đến ai để cờ vây. Bơi lội. Mọi người cái môn polo là gì nhỉ? Polo. Polo biết polo là gì rồi? Polo anh là polo thôi. Nó polo rồi. Polo. Rugby. Rugby. Rugby là cái lồn gì? Rugby là gì? Rugby nó gì? Rugby là kiểu giống American football nhưng nó khác tí. Nó. Rugby thật mà. Là, nhưng mà anh lưu tả trò chơi như nào đấy? Nó rugby tiếng Việt là cái gì nha? Rugby. Nó là bóng bầu dục ấy. Bóng rugby đúng rồi, thì bóng rugby thôi. Bóng bầu dục á thì tắt mẹ cam đi, thằng kia nói rồi. Bỏ không, nó bóng rugby. Khác hai sàn. Sắp đổ rồi. Phải đánh đi. Chớp thôi. Thôi rồi em này. Có. Bóng chày. Đu xe. Đu xe chết rồi. Chết luôn. Điền kinh. Rất bê. Trượt tuyết. Anh Viu kìa. Thảy xa. Thảy xa. Olympic mẹ luôn. Ừ, nhảy cao. Nó thể thao mà, cứ kể. Ném sao. Được. Ừ, đúng rồi, còn ném sao. Thì Olympic hết rồi đấy. Ừ, bây giờ đang đổ Olympic. This case, cái mà quăng mà cái đĩa, quăng cái đĩa. Ừ, đĩa, làm đĩa. Hãy sử dụng cụ. Trượt băng nghệ thuật. Olympic phải rồi. Đấu kiếm. Hợp lý. Đấu súng. Đấu súng. Đấu súng có mà. Bắn súng. Là một bắn súng đi, là một bắn súng. Đang hoa đi, có vẻ mấy cái lồn này nếu liệp thì có. Súng. Bắn súng, đấu súng, ok. Ờ, thì đấu điểm bắn súng. Hơi bắn nhau quá anh ạ. À, ok, bắn súng. Đấu vật. Xiếc là đéo có thể thao đi mẹ mày. Xiếc là giải trí đi cô mẹ. Đéo là xiếc cô mẹ. Xiếc là giải trí. Đéo nói nhiều đi cô mẹ. Ông tin rồi, xiếc có Olympic đó. Đâu, giờ search Google này. Thắc liền ngay. Đi cô mẹ, xiếc có phải là thể thao không rồi. Google này. Xiếc. Nghe hơi vô lý. Hơi vô lý. Thấy chưa, xiếc thể thao này. Đâu, xiếc thể thao đâu. Wiki tiếng Việt thể thao có nhiều trò thể thao được nâng cao tiết mục xiếc như thể thao, được công nhận là thể thao. Thể thao xiếc. Gọi là tạp kỹ nghệ thuật biểu diễn. Được rồi, anh em ghi nhận là thể thao đi, ok. Nhọc nhằn cái xiếc luôn, ok. Anh hiểu. Thể hình. Ok. Nói. Nhảy dù. Dù hả? Có dù lượn thể thao ấy. Cờ tướng. Chết mày. Đúng rồi. Cờ vua thì hay thôi. Chưa. À, mình nhớ một cái rồi. Thì đúng không? Bây giờ là cử tạ khác. Cử tạ có rồi. Rồi, tắt đèn đi. Cử tạ có rồi, có cử tạ rồi. Có cử tạ rồi. Tắt cam vậy. Mà lúc đấy. Đau thế. Đến đây à? Địt mẹ mày vô này chắc chắn đéo ai biết. Chắc chắn luôn. Địt có mẹ mày quả vô này. Địt mẹ ở Việt Nam chỉ vài người biết luôn. Đẩy bi trên mặt băng. Wow, cái này hay. Biết. Em biết đúng không? Ok. Đỉnh cao vậy, quá đỉnh cao vãi lột luôn. Đẩy xong rồi lau không anh? Cái trò chơi có vừa đẩy vừa lau mà lau liên tục mẹ luôn. Trò chơi của Ấn Độ nhỉ? Hockey à? Wow, chơi Ấn Độ hay hockey? Đúng rồi. Cười là hockey, hockey đâu phải Ấn Độ má?
Nó muốn lại mới được công nhận. Nhưng mà nó là thể thao được rồi. Nó là thể thao. Là Canada. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Bài đất. Poker. À poker ờ. Thể thao. Tớ là. Đó là không thể thao. Poker, poker là thế nào mà. Runner, 100m runner. Đấy là điền kinh rồi. Điền kinh có rồi. Chết luôn em ơi. Cam đi, xuống cam đi bạn ơi. Tao đéo biết điền kinh là cái gì đít mẹ. Kệ mẹ mày. Đây đây là những cái buổi học tiếng Việt cho anh. Lướt sóng á. Có lướt sóng chấm điểm. Pencasilab. Đi không nghĩ. Đâu, được. Bắn cung. Việt Nam mạnh vãi trưởng luôn anh. Có bắn cung cho em ơi. Bắn cung chưa. Bắn súng rồi, mới bắn súng. Bắn cung thôi. Đua ngựa rồi sao này. Okay. Chưa. Mới đua xe thôi anh ạ. Đấu vật hạt tây. Đúng rồi, tay cái lô tí đi xe mày mẹ lô cổ con rết à. Nhưng mà nó là đấu vật rồi. Ông biết có mẹ có đấu vật hạt tây à. Ông biết tin mẹ mày đấu vật Hải Phòng. Ông đã xem đoạn đấu vật Hải Phòng. Ông biết có mẹ mày tôi này muốn ông xem tin có mẹ mày vãi lộn luôn. Đấy là vóc của chiến. Thôi đi có mẹ mày đấu vật Hà Nội rồi. Mẹ mày kêu bằng con cặc. Bây giờ châm trước là anh nói lại một cái khác đi. Cái này nó hơi bị giống nhau quá. Ok. Có khác đúng không? Xa có thôi. Xa có rồi. Bắt cam bạn ơi. Cái gì nhở? Chơi bắt tin. Tin. Chơi bắt tin cũng là chơi bắt tin thể thao đó. Thì thế thì thể thao mà. Ngồi nhầm. Đức tầm thì mẹ với ông này lại đức tầm thì mẹ với thể thao châu lục cái lột. Có chơi bắt tin mày. Olympic cái gì đây? Có ai confirm này? Đấy là một môn thể thao mà. Nó giống như kiểu trượt ván này. Thôi cái này là môn gì đấy? Môn gì đấy? Trượt patin đấy, mày biết không? Là thể thao mà. Em sống 1980 à? Bây giờ ai đéo ai trượt patin? Ôi, anh ơi, có, vẫn tính thế à? Tao nghĩ là mày lên off cam ấy, đỉnh con mẹ ơi. Thấy trượt patin thì mày lúc đấy còn sống ở Việt Nam em ơi. Cái đấy mà 26 năm trước mày mới trượt patin chứ bây giờ đéo còn chỗ nào mở luôn đấy. Còn nó có là thể thao đéo đâu nhở? Bây giờ như này nghe Quang. Em có thể nói cho anh một chỗ nào mà trượt patin ngay ở Hà Nội ngay bây giờ thì anh chấp nhận cái đó. Bởi vì nếu mà nó phải là môn thể thao phải có chốn chơi đúng không? Em phải biết chỗ một chỗ ở Hà Nội. Rồi, sẽ chấp nhận câu trả lời của em. Ok, đây để tắt cả. Với em đúng không? Treo thuyền. Treo thuyền đúng rồi. Treo thuyền là đua thuyền đấy á. Đua thuyền đấy. Là nói chung đấy, chung các bộ môn nó không kiểu sâu. SEA Games có. Địt mẹ mày lại một bộ môn nữa thì con mẹ mày vãi lồn mọi người. Địt mẹ mày vãi cứt đây này. Phi tiêu còn mẹ mày có quả thế cơ mà. Chạy marathon. Nó là điền kinh rồi. Tính là điền kinh hết rồi. Đừng có chạy nữa. Thật cam. Chết luôn chứ còn sao nữa. Đấy, chung kết. Điền em có camera nhìn kỹ nữa nha. Anh Điều không có camera trong buồn cười. Anh đã biết đấy, anh tắt rồi, anh thử tắt đi rồi mở lại đéo được. Tính xác thực là anh có tra Google hay không? Đấy, anh stream mà, đi cơ mày. Đâu, bởi vì camera mày đang dùng rồi. Judo. Judo là cái lột gì vậy? Đâu có rồi, đó, mày thật cái nát rồi nữa. Judo là vật cơ công gì, vật cơ mà. Đấu khác nhau chứ. Đấu khác gì mà giống nhau vậy, karate đủ thứ nhiều lắm em ơi. Mẹ ninjutsu, jutsu, xong rồi jujutsu, xong rồi mẹ, nhiều lắm. Judo, karate, taekwondo. Để võ nữa nè. Được rồi, link của anh đây. Cảm ơn. Từ anh cho nó cơ hội. Ok. Đá phò à? Anh địt cơ mẹ, anh chuẩn bị có một môn nữa địt mẹ, mọi người còn đéo biết nữa cơ đây này, em địt cơ mẹ. Đá gà cũng là bộ môn đấy đâu mà. Nói đếm này, bao nhiêu lâu này? 9 8 7 5 4 3
Thôi thôi mình thua đi. Mình quên đến môn eSports nhỉ. Để 20 giây rồi đấy. Ồ, chúng mày có biết môn tát ở Nga không? Thì tát không? Đấy, môn này cũng là thể thao đấy. Ok, thế nha. Linh ở nha. Đấy, chơi thể thao là nó phải cụ thể được nhá. Pencastilat, judo, karate thế. Tính là võ chung anh ạ. Thế nếu gọi là võ xong thì hết rồi còn gì nữa? Hết rồi. Này anh em lên hết cam đi, xếp hình trái tim đi. Mình sẽ để tay thành trái tim kiểu. Cắm đây. Xếp được không nhỉ? Xếp được mà. Hai cái mà. Được, xếp được. Ông cứ kiểu không thiếu phải đủ 9 năng cơ. Đúng rồi. Tao sẽ là như này, của tao sẽ như này. Anh bên trái anh Quang. Đúng. Nhà nhỉ? Không, Quang là ngược lại. Của tao là như này. Quang nói với Ấn Độ. Của thằng Bo sẽ là như này. Nhìn khác nhau người, nhìn khác nhau. Em như này á. Sao lại nhìn khác nhau à? Cam thì khác nhau à? Em như này à? À Cam nhìn khác nhau à? Ôi thế thì thôi, đéo xếp được đâu, Cam khác đây, nhau đây, đây, được. Đây, em như này là được rồi đây. Mày bị khác, mày đấy bị ngược rồi. Ôi, ngược Cam rồi. Bị khác nhau, ngược, đéo làm được đâu, chịu. Đâu được, mày muốn làm nhìn cái stream quảng đổ, xong rồi mẹ từ không, thôi, ngáo lồn lắm, địt mẹ không làm đâu, tao vừa làm thử rồi, địt mẹ trông như thằng Đao ấy, trông Đao đần lắm.